Các bạn ơi, mẹ mình mới mất 2 triệu và đây là màn hình gaming mới của mình. Cùng thử xem quả màn hình siêu rẻ này rốt cục chất lượng nó đến đâu nhá. Đây là màn hình Edra 24 inch, độ phân giải Full HD và tấm nền của nó là IPS. Bạn nào mà đã từng dùng IPS thì sẽ biết ưu điểm của loại màn hình này là độ sáng cao, góc nhìn khá rộng. Thế nhưng mà những cái màn hình giá rẻ này thì rất là hay bị một vấn đề, đó chính là lệch màu. Còn con này có bị hay không thì phải thử mới biết được. Mình sẽ kiểm tra màu của chiếc màn hình này bằng Spyder X Pro. Đây là thiết bị đo màu chuyên dụng mà mọi reviewer nổi tiếng đều sử dụng trong những cái bài kiểm tra và đánh giá màn hình. Nó sẽ giúp cho chúng ta biết được chất lượng của cái tấm nền giá rẻ này rốt cục nó ra sao. Sau một hồi đo đạc thì kết quả cho ra là em màn hình này đạt tới 90% giải màu sRGB, 71% Adobe RGB và 71% DCI P3. Các bạn hoàn toàn có thể dùng để xem phim, giải trí, chơi game, thậm chí là có thể dùng để edit hoặc là design video ở mức độ cơ bản, kiểu nghiệp dư ấy. Còn ông nào mà chuyên nghiệp thì chắc chắn là không ai mua cái màn hình này rồi. Chưa kể đến là cái màn hình này còn được bảo hành lên đến 24 tháng với mọi lỗi như là sọc màn hình, chết điểm ảnh. Vậy nên là anh em biết phải làm gì rồi đấy. Phải làm gì? Chỉ với 3 triệu mà đã mua được màn hình gaming 144 Hz rồi cơ á. Ảo thế nhở? Nhưng mà đó là sự thật đấy anh em ạ. Đây là màn hình gaming giá rẻ đến từ Edra. Với kích thước 24 inch, tần số quét 144 Hz và tốc độ phản hồi chỉ có 1 ms. Quá là phù hợp với các anh em game thủ mà giá thì chỉ có chưa đến 3 triệu. Dù là một con màn gaming giá rẻ nhưng mà màu sắc và chất lượng tấm nền của em này cũng không phải dạng vừa đâu. Sử dụng tấm nền là IPS cho góc nhìn cực kỳ rộng. Độ phủ màu của em này lên đến 98% sRGB. Trải nghiệm những cái game nhập vai hay là phiêu lưu trên chiếc màn này thì nó cứ phải gọi là quá đã luôn. Và với cái độ phủ màu như thế này thì thậm chí là nếu anh em cần xử lý công việc, chỉnh sửa hình ảnh, edit video cơ bản giống như mình thì vẫn có thể đáp ứng rất là ok nha. Chỉ có duy nhất một điểm anh em cần lưu ý khi mua chiếc màn này, đó chính là phía sau của nó sử dụng hai loại cổng kết nối là HDMI và DisplayPort. Đối với cổng HDMI thì anh em chỉ xuất được tối đa 100 Hz thôi nhá. Còn nếu như anh em nào mà muốn xuất ra mắc 144 Hz thì anh em cần phải sử dụng cổng DisplayPort khi kết nối với máy tính của mình. Mua màn hình qua mạng thì sợ nhất là điều gì? Chắc chắn là bảo hành đúng không? Thế nhưng mà nếu bây giờ mua hàng qua mạng vẫn được bảo hành 3 năm, lỗi 1 đổi 1 tại nhà. Hư hỏng cái gì có người qua nhà sửa. Ấy, ok quá nha. Đây là một chính sách bảo hành rất hay mà mình mới thấy ở bên Asus, hiện đang được áp dụng cho một số dòng màn hình, trong đó có chiếc VA24EHF này. 3 năm nếu như mà có vấn đề gì thì sẽ có người đến sửa chữa và đổi mới tận nhà, không cần phải mang ra trung tâm bảo hành luôn. Xịn chưa? Mà giá của em màn này trên Tiktokshop hiện chưa đến 3 củ. Cụ thể là chỉ với 2,7 triệu thôi là anh em đã mua được em nó rồi. Wow! Với kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền IPS cho một cái góc nhìn cực kỳ rộng và tần số quét lên đến 100 Hz, đáp ứng ngon lành những nhu cầu làm việc, xem phim, giải trí cho đến gaming của anh em. Riêng cái quả bảo hành 3 năm lỗi 1 đổi 1 tại nhà, mấy con màn Trung Quốc phải khóc thét vì làm sao mà làm được. Em màn này còn có cả công nghệ IKEA giúp giảm ánh sáng xanh để bảo vệ mắt cho người dùng. Thiết kế thì rất là đẹp với 3 viền mỏng đều, có cả ngàm VESA để lắp lên tay arm. Nói chung là chả thiếu trang bị gì. Lâu lâu mới lại có một option ngon bổ rẻ nhưng lại ăn chắc mặc bền giống như chiếc màn này. Anh em nào mà vẫn còn lăn tăn vấn đề bảo hành khi mua hàng qua mạng thì tham khảo thử em màn này ngay đi nhá.